Tisu xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình ạ. Hôm nay Tisu mời cả nhà mình sẽ đi dạo phố cùng với Tisu, đi ở trên đường Trần Phú, là đường Đồng Khánh xưa đó. Và mình đi về cái hướng ngã bảy Chợ Lớn và đi vào trong cái đường Nguyễn Huệ, là đường Gia Long ngày trước, để mình xem thử là với cái ngày 26 Tết này mọi người sẽ trang trí bán hàng như thế nào. Tại vì còn một ngày nữa là Tết có chợ Tết rồi, thì mình coi thử là trước một ngày mà có chợ Tết đó thì hàng hóa xung quanh ở cái khu vực Chợ Lớn này thì có nhiều hay không, và bây giờ với cái thời điểm này thì người đi mua hàng có nhiều hay không ha. Tisu kính chúc cả nhà mình sức khỏe ạ, rồi niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ là 5:30 chiều, Tisu chọn cái giờ này đi xế xế để cho cả nhà mình nhìn thấy được những cái khung cảnh vào những cái giờ khác nhau. Hôm bữa giờ đi chợ Tết là thường đi vào buổi sáng khoảng 9-10 giờ. Hôm nay chọn cái giờ này đi để đi vào. Phía trước mặt mình là chợ Lớn Phan Thiết, là có cái cổng chào chợ Tết Phan Thiết kìa. Mình thấy rồi. Bây giờ là sẽ đi vào trong cái đường Nguyễn Huệ, là đường Gia Long ngày trước, để xem thử là hôm nay, ngày mai thì sẽ có chợ Tết đó, rồi bán chợ đêm nữa. Nên là coi thử là họ chia ô, chia đồ rồi như thế nào ra sao ha. Mình coi thử được, nhìn coi là bây giờ họ dựng rạp trước một ngày bán chợ đêm và có chợ Tết, thì mình coi thử trước một ngày thử là hàng hóa rạp rồi mình dựng ra làm sao. Ngày mai là họ cấm không có cho xe máy đi vô đâu, cho nên là ngày mai mà có đi ở cái đường này là Tisu phải đi bộ. Thường là đi bộ là cái thời gian nó sẽ mất nhiều hơn là đi xe máy như thế này. Nhưng mà cái video clip tiếp theo là khi mà có chợ Tết là Tisu sẽ đi ban ngày và đi ban đêm, đi vòng vòng hết từ đầu chợ đến cuối chợ để cả nhà mình sẽ nhìn thấy được cái cảnh chợ Tết vào ban ngày và ban đêm. Tại vì thật sự ra mà nói là Phan Thiết mình là có cái đặc trưng là chợ đêm, chợ Tết như thế này chỉ có Tết là mới có thôi, thì nó rất là đặc trưng riêng, cho nên là nếu mà không quay cái này thì rất là thiếu sót và cần phải quay những khung giờ khác nhau. Và ở cái cả nhà mình nhìn thấy là bây giờ là cũng bày bán bánh mứt chợ Tết nè. Ngày mai vào đêm thì chắc là đông, vui lắm. Bây giờ thì họ thuê từng gian hàng. Nhưng mà theo Tisu thấy á, năm ngoái khi mà Tisu đi á, là họ bán về những cái đặc trưng đặc sản của Phan Thiết của mình á là ít lắm. Thường là bán quần áo rồi bán gì đó. Chứ còn mà đó, đây là họ bày bán hàng nè. Thường là tới cái ngày mà chợ đêm họ mở nhạc sập sình. Nên mình khi mình đi quay là cũng khó. Ở đây có cái dây pháo này cả nhà mình. Dây pháo này là pháo điện tử á, chắc cấp điện lên đó, nhấp nháy. Đó, đây là cái khung cảnh chợ. Gần còn một ngày nữa là sẽ có chợ Tết, là mọi người bày ra như vậy là được xe cộ chạy vô. Ngày mai là xe cộ không chạy vô được. Nhìn qua là mình thấy là đây là một cái gian hàng quần áo, rồi ở dưới kia là đồ ăn. Hồi trước là Tisu nhớ là thường là có cái gì, bánh chân nè, bánh tét nè, rồi mấy cái bánh đặc trưng của quê mình á, bánh cốm. Thì Tisu thấy họ bán ở trong này, nhưng mà năm ngoái khi mà đi chợ Tết thì thấy không có nhiều, chỉ có một cái góc ở bên kia phố thôi. Chạy 5 thử 3, 5, 3, 5, 3, 5, 5.
Ai ở trên này là bán nón, bên này là bán giày. Ngày mai là ở trên cái cầu này là sẽ không được phép đi xe máy nè, phải đi bộ nè. À, rồi cái khúc ở trên này là họ sẽ bán những cái trái cây mà ở trên những người dân ở mình ở đây á, trồng á, là sẽ đem xuống. Cho nên là bây giờ mình quành qua đây ha, để đi hết nguyên cái vùng vườn bông nhỏ này luôn. Đi hết cái vườn bông nhỏ này. Ở đây thì bán thảm, bán trái cây, bán mứt, bán kẹo, bán nhang, bán dây nịt, rồi bán loa, bảy chưa có chính thức khai trương chợ đêm, cho nên là bây giờ mình đi mình thấy ít gian hàng vậy đó, còn ngày mai đi thì sẽ đông. Tia Xô sẽ rẽ qua bên đường này nha. Tại vì cái đường này là sẽ vòng qua lại cái đường bên hông của chợ lớn. Mình muốn đi cái con đường đó, cái đường đó họ bán cơm nổ nhiều. Mình đi qua đó coi thử giờ này cơm nổ họ bán ra sao. Bánh bèo. Hỏi có một cái chú nhờ Tia Xô tìm cái bánh bèo mà ăn tôm cháy, ăn với tôm mà xay nhuyễn ra đó, mà tìm khắp bây giờ như họ không còn nữa, họ chỉ ăn với lại con tôm tươi á, rồi nấu sốt nước sốt đặc như vậy đó, chứ không có cái tôm cháy. Rồi mình dừng ở chỗ này một chút. Đây là cái góc đường ngã tư giữa đường Đinh Tiên Hoàng với đường Lý Tự Trọng nè. Đó, bây giờ là cái giờ mà họ dọn chợ. Tiếp là mình sẽ đi bên này để vòng qua lại cái đường bên kia chợ, là cái đường mà thường họ hay bán cơm nổ đó. Hôm trước Tia Xô có đi con đường này nè, mà đi vào buổi tối, là ở đây khu vực này họ dọn hết rồi. Hôm nay đi xế, bây giờ 6 giờ kém rồi, gần 6 giờ rồi thì thấy hàng hóa thì họ vẫn bán nhiều. Bên này ha cả nhà, đi đường này đi thẳng lên luôn ra lại cái vùng bên ngã bảy, tại vì Tia Xô muốn đi coi cái bán cơm á. Đây là bán mè, bánh.
hơi nhỏ cho nên là một người mà đứng lại mà mua cái gì là nó chật hẳn ha. Nên là mình đi hẳn luôn chứ mình không có dừng lại kẹt xe. Ba đôi một trăm vẹo lựa vẹo lựa. Con được mẹ dẫn đi chợ Tết nè, đi mua giày dép nè. Đó. Bên này. Đây là đường Lý Thường Kiệt, mình vòng ra lại đường Lý Thường Kiệt. Buổi sáng thì Su thấy là họ có mấy cái bao nổ họ bán để đóng cơm đó. Rồi bán bánh tráng. Không biết giờ này còn không, là đi vòng qua đây à, đó còn bao nổ này cả nhà. Muốn quay qua đây là cấm nổ đó để quay cả nhà mình xem. Đây là cấm nổ này, hồi sáng mình đi quay đóng cấm cho cả nhà mình xem đó, bây giờ quay cấm nổ này cả mình coi nè. Cái này có mắc tiền không hả gì? Dạ cái này có mắc tiền không gì? Một ký là bao nhiêu tiền vậy? Ký là 60 ngàn. Dạ ký 60 ngàn. Ở trên Phú Lâm có một cái nhà họ chuyên rang cái này nè cả nhà. À, đây là cấm nổ để làm cấm cho ngày Tết đó. À, đi quay chính là đến đây để quay cái bao cấm nổ bên góc đường này nè để chia sẻ đến chương trình cấm cho ngày Tết. Và họ dùng nếp để mà rang lên trên, có một cái lò rang để cái hạt lúa nó bung ra rồi cái nếp này nó bung thành những cái hạt mình gọi là nổ để đóng cơm. Dạ. Giờ thì sẵn đây Tí Xu sẽ đi qua quay đường Nguyễn Văn Cừ. Tại vì Tí Xu nhớ là ở trên đường được Thái Định ngày trước á, là cũng có bạn nhờ quay giùm cái căn nhà của mình, và hôm nay mình thấy là trên cái con đường này vào ngày Tết thì họ giăng những cái đèn lồng như thế này. À, cái giăng này chắc là của nhà chùa hay sao, mình thấy giăng tới nhà chùa là hết à. Thì thấy đẹp quá thôi, chắc là Tết thì họ sẽ có trang trí bật đèn lên á. Mà này chắc không phải nhà chùa đâu, để Tí Xu thấy giăng đến cái khúc này luôn và giăng vô phía bên trong luôn. Đẹp quá. Đây nữa, cha. Hôm nào là Tí Xu sẽ đi vào trong này nha, đi vào ngày Tết á. Tối nào mà đi quay chợ đêm là Tí Xu sẽ vào đây lại để quay cái con đường đèn lồng buổi tối này nè cho cả nhà mình xem. Hồi đó giờ mới biết, hôm nay đi giờ này mới nhớ nè. Ở đây là thứ nhất là căn nhà số 15 ngày trước nè, là Nguyễn Văn Cừ này nè. Lúc trước là gia đình Tí Xu cũng ở đây nè. À, ba người lớn thôi chứ còn Tí Xu thì không ở đây. Cô dì, mẹ ở đây, ông bà ở đây đã. Rồi bây giờ thì bán rồi, người ta cũng bán lại mấy chủ rồi đó. Thì quay cái góc nhà này để nhà mình thấy nè. Rồi đi lên trên cái đường phía trên này, cái nhà ngay góc này là của một bạn cũng nhờ quay nè. Cố gắng đi hết lại, nhớ lại những cái căn nhà nào ở trên dọc những cái đường này mà đã từng được nhờ quay, thì Tí Xu sẽ quay trở lại quay để mình nhìn thấy được cái căn nhà của mình trong những cái ngày giáp Tết này, để mình đỡ nhớ nhà. Thật sự ra là có nhiều
bây giờ thì có nhiều bạn là không về được. Đó, thứ hai là cái căn nhà số 37 nè. Đây là căn nhà số 37 đường Nguyễn Văn Cừ và đường Khải Định ngày trước. Rồi bây giờ mình đi tiếp ha. Đi tiếp là mình sẽ đi vòng về cái đường Ngư Ông. À, không phải, lộn. Đường gì ta? Đường gì mà đối diện đường đi Chùa Ông đó. Đường Trần Phú hả? À, để quay một cái căn nhà ở ngay góc đó nữa. Là mình sẽ kết thúc video clip. Và kết thúc ở video clip này, cái tiêu đô cũng trong cái clip này luôn. Thì sâu sẽ thêm vào một cái đoạn múa Lân Sư Rồng hay quan điểm nhãn của Lân Sư Rồng Nam Hoa ở trong cái chợ lớn này nè. Thì sâu thấy là họ trước khi mà Tết để mà đi múa lân mang lại tài lộc cho mọi người thì họ vào trong chùa để mà có cái múa để xin. À, rồi sau đó là mới bắt đầu là đi múa lân mang tài lộc đến cho mọi người xung quanh. Nên là cả nhà mình đừng có dừng video clip nha. Thì Su sẽ lồng tiếp theo cái video clip đó vào đây để cả nhà mình xem múa lân Sư Rồng rất là đẹp. Phố chưa lên đèn, bây giờ là lên đèn luôn rồi đó. Đối diện ở Chùa Ông, đây là căn nhà màu xanh nè. Đó, giờ này là họ cũng đang bán cà phê. Có một bạn cũng hồi Tê Xu nhớ lâu lâu đó là bạn cũng nhờ Tê Xu quay giúp giùm. À không, đây là căn nhà đây. Nước ép trái cây mình đi quá rồi, giờ mình phải quay lại. Đây là của căn nhà của mình ha. Mặc dù là Tê Xu nhớ những cái căn nhà nào mà đã từng quay qua thì trong cái thời gian sắp xếp có thể là Tê Xu sẽ đi quay lại để một cái lúc nào đó khi mà mình xem video clip thì mình sẽ cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn. Rồi bây giờ mời cả nhà mình đi tiếp tục. Ngay cái góc này là có một quán lẩu bò đông khách. Đường này là cái đường mình đi sẽ đi vô lại ở trong khu vực chợ Tết nè. Cho nên là trong cái video clip này Tê Xu sẽ dừng lại ở đây quay cảnh đường phố. Và mời cả nhà mình sẽ xem tiếp tục cái đoạn là múa Lân Sư Rồng hay quan điểm nhãn ở đoạn Lân Sư Rồng Nam Hoa.
về Tết đánh. Thì sau đi quay ở Chợ Lớn thấy có cái đòn Múa Lân nè, nên dừng lại một chút xíu ở đây để quay cái khung ảnh ảnh ở đòn Múa Lân này để gửi đến cả nhà mình không khí gần Tết ở Phan Thiết. Đòn Lân Sư Rồng Nam Hoa. Vui quá hà. Mình đi theo đi. Này họ múa cho cái gì ta? Đây đồng đi trước rồi, đây là cờ. Ông Địa. Đi ngược lên trên này đi, quay từ cái đầu này. Ở đây dễ thương chưa. Giờ mình sẽ tìm cái góc nào đó nha, để đứng đây quay hay là tập vợt ta. Đây là đường Nguyễn Huệ, là đường Gia Long ngày trước ạ. Tự nhiên thấy Múa Lân là thấy vui quá à. Cả nhà có thấy vui không? Tiêu Sưu nhìn thấy cảnh này thấy Tết đến gần như là đến sát bên luôn rồi đó. Hay quá à, hôm nay có duyên ghê cả nhà mình ha. Chào con, được quay cái cảnh Múa Lân. Hy vọng là họ múa luôn để cho mình xem. Và Tiêu Sưu nghĩ là múa thật, tại vì hôm nay họ lên đồ quần áo rồi đẹp quá. Đây là đòn Lân Sư Rồng của thành phố Phan Thiết mình đó cả nhà mình. Thì Xuân mới hỏi xong á là bé nói là múa ở trong chùa Quảng Đông. Rồi là mình xem, lấy đây mình xem luôn. Ngay trong này nè cô. Dạ, chùa Quảng Đông. Nhiều, dạ. Trong khi chờ đội Lân Sư Rồng đến thì mình muốn quay một cái góc ở cái đường Gia Long Nguyễn Huệ ngày trước đây.
Đây là một cái clip múa ra mắt để đi nhận tất cả đi múa năm mới cho những chỗ mới. Quay lại một cái video clip từ cái khúc ở ngoài
được miễn thuế cho đến khi mà vô chùa. Thì bây giờ mọi người cúng xong rồi thì bây giờ Tisu xin chào cả nhà mình ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong video lần sau. Chúc sức khỏe ha cả nhà, và chúc mọi người luôn an lạc, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống.